Hai, chào các bạn nha. Nay qua nhà thằng Hậu Mập. Đây, nó kêu là đãi cái món gì? Gà nấu mì tôm. Gà nó gà đá nha các bạn. Nè, thằng làm nè. Coi nó chế biến sao nha, hai thằng này. Thằng này là thằng, đây là thằng Nam. Hôm bữa các bạn coi cái video quán gà năm trời đánh là thằng này nè. Đó, còn tên nó là thằng Hậu Mập. Thằng cái tá 45 chứ hả? Nước mà nhau mày chết đấy à. Ủa vậy là cái món này đâu phải gà nấu mì mày là lẩu gà. Lẩu gà nha các bạn, lẩu sáng nói lộn á. Nghe bỏ cái này vô đi hả? Nghe thằng Hậu bỏ vô quay 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 bỏ vô này quay lên đủ quá bảy mày quay quay mày kêu quan quay vô khó lắm. Từ ba bỏ vô thôi. Khoan quyết ở miền Trung á là ăn ăn là gấp nguyên cái luôn, không được tôi xẻ ra. Ở miền Nam là vậy là chả hấu cam. Này uống rượu nha các bạn, tiệc rượu đêm nay chưa tàn cục. Có cái giá rồi bạn. Xéo sơn ca rồi bỏ ra đi. Lúc nào gỡ một hết. Đây lẩu gà hầm sả, ăn này là rau kim thất. Trị nhức mỏi. Kim thất hả? Tâm thất với kim gì? Kim thất. Kim thất cái kim thôi. Mày gấp miếng gà ra nhìn thấy không? Anh gà lẩu gà gì mà không thấy miếng gà nào trên. Đây là gà. Rồi anh đi chấm đi. Chấm gì vậy? Muối ớt. Sao mà muối ớt giống trái cây chứ? Bảy. Muối ớt gia trì. Mẹ mà kém mẹ giờ. Hôm nay quay các bạn mà nay quay về nó cứ toàn trung cảnh. Mẹ quay gì liên qua liên lại trên mạng giờ là nó